dạ thưa thầy, thầy hỏi thì con thấy ở đây chúng ta cũng có những cái thắc mắc hỏi về kinh Nikaya, thì thôi con cũng có nhã ý là muốn chia sẻ với chúng ta một chút trong cái bài con đang làm, đó là bài viết về kinh Nikaya, và con sẽ chia sẻ một chút cho chúng ta trong cái phần là những điều nên sống và những điều nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Thì con có đang làm một cái bài là giới thiệu kinh Nikaya, và sau này là hiện tại là thầy Thích Minh Thành, thầy có cái sự quan hỷ đối với lại cái công trình phân loại kinh Nikaya mà con đã làm, và thầy sẽ đưa toàn bộ cái công trình phân loại kinh Nikaya này vào làm thành một cái app là cái ứng dụng, phải không thưa thầy? Dạ, thì thầy đưa toàn bộ công trình phân loại kinh Nikaya này vào thành một cái app đưa lên mạng. Và sau này là bất cứ ai muốn tìm hiểu về kinh Nikaya thì lên mạng tải cái app này về, chúng ta sẽ có cái app này. Thì con có một số bài viết về kinh Nikaya và cũng là dự định có thể sau này là cái này con cũng sẽ in thành sách gọi là giới thiệu kinh Nikaya. Thì trong cái phần làm này của con, thứ nhất là có cái sự giải thích hồi nãy cho chúng ta là kinh Nikaya là gì, rồi bộ Nikaya được đề cập ở đây có nguồn gốc thế nào, đôi nét về năm bộ kinh Nikaya, đôi nét về A Hàm và Nikaya, nhân duyên hình thành kinh Nikaya, bộ Nikaya này đã được các vị thánh tăng sắp xếp thế nào, đặc điểm văn phong của bộ Nikaya này là gì, cốt tủy của kinh Nikaya là gì, pháp hành truyền thống trong kinh Nikaya là gì, lợi ích gì trong việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Thì phần này có 10 cái lợi ích, tầm quan trọng của kinh Nikaya đối với sự trường tồn của chánh pháp là gì, điều gì nên tránh và điều gì nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya, có gì mâu thuẫn, có gì đáng nghi ngờ là kinh giả sau này thêm vào trong bộ Nikaya này hay không, nguyên nhân nào đưa đến kinh Nikaya bị rối loạn, thất truyền và biến mất, và phần cuối là sơ lược về lịch sử kết tập kinh điển. Thì như vậy trong cái phần làm này của con sẽ có là khoảng 17 phần. Thôi nãy giờ con nghe hỏi nhiều về kinh Nikaya thì thôi con cũng có ý cũng muốn trình vấn chúng ta. Thì như vậy chúng ta cũng là những vị đầu tiên được tiếp xúc với phần là điều gì nên tránh và nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Về những cái điều nên tránh, điều thứ nhất là tránh sự phản kháng, đả kích, công kích, sân hận, bực tức khi phát hiện tình trạng sai lệch trong đạo Phật hiện nay so với những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Vì sao? Vì sự công kích, sân hận, phẫn nộ không mang đến lợi ích cho mình hay cho người, không đem lại sự an lạc cho mình và cho người. Ở phần này có nghĩa là gì? Trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya thì chúng ta sẽ phát hiện ra những gì đang có mặt trong đạo Phật ngày nay là rất là sai lệch đối với lại lời dạy của Đức Phật ngày xưa. Cho nên khi phát hiện ra như vậy thì nhiều khi chúng ta sẽ có những cái sự bực tức, phản kháng, đả phá, công kích, sân hận vân vân. Thì chúng ta cần nên tránh những thái độ như vậy khi học hiểu và đọc được, phát hiện được những vấn đề có trong Nikaya. Vì sân hận như vậy thì không giúp người thấy được thực pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy và chỉ đem lại mệt mỏi, phiền não cho mình và người mà thôi. Hiểu biết và chấp trước sự hiểu biết thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Chánh kiến và hành trì theo chánh kiến mang đến lợi ích và an lạc cho mình và người, đi đến sự phá sạch phiền não, diệt tận vô minh, chấm dứt luân hồi sinh tử, đó mới là điều mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Như vậy điều thứ nhất cần nên tránh trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya là tránh
phản kháng, đả phá, công kích, sân hận. Khi phát hiện tình trạng sai lệch trong đạo Phật ngày nay so với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật ngày xưa. Việc nên tránh thứ hai là gì? Tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya chỉ để đem ra khoái khẩu biện luận tranh luận ta đây hơn thua với đời. Cách học pháp này chỉ làm tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng kiến chấp, tăng trưởng tánh hung hăng hơn thua, làm giảm thiện pháp trong mình và tăng trưởng bất thiện pháp trong tự thân, làm những người chưa biết chánh pháp mất tình cảm, mất cảm hứng, cảm xúc và lòng tin với kinh Nikaya. Cách học pháp này là vô minh, là hại mình và hại người. Như vậy, việc cần tránh thứ hai là học Nikaya chỉ để đem ra khoái khẩu biện luận tranh luận ta đây. Điều cần tránh thứ ba đó là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya chỉ để đem ra giảng dạy cho người, nhưng sao lãng việc tu học của tự thân. Ví như việc chăn bò người, giúp người chăn bò của họ nhưng lại không chăm sóc con bò của mình. Ví như muỗng với vị canh, vị này không thưởng thức được hương vị thật sự của giáo pháp. Cách học pháp này là vô minh, chỉ mang lại lợi ích cho người nhưng không đem lại lợi ích cho tự thân. Đức Phật không khuyến khích cách học pháp này. Đó là việc cần nên tránh thứ ba. Việc cần nên tránh thứ tư là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya nhưng suốt ngày chỉ thích miệt mài vào trong các bài kinh, không tu tập thiền định, không làm cho tâm an tịnh, tịnh chỉ, không nhiếp phục trạng thái vọng động hữu lậu trong tâm. Cách học pháp này là không đúng pháp. Đức Phật nói đó là sống không đúng pháp. Việc cần nên tránh thứ năm là tránh nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya nhưng suốt ngày chỉ thích nghe, thích đọc Nikaya, không đem những ý nghĩa đã nghe, đã học áp dụng quan sát, xem xét tự thân, phát hiện ngũ uẩn trong tự thân, phát hiện tham sân si vô minh bản ngã, điều chỉnh tự thân, nhiếp phục tự ngã. Cách học pháp này là cạn cợt hời hợt, không thể đi sâu vào dòng pháp và không thể thể nhập thâm sâu ý nghĩa các pháp trong lời Phật dạy. Việc cần nên tránh thứ sáu đó là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya nhưng diễn dịch ý nghĩa câu kinh đi quá xa so với ý nghĩa thực tế của câu kinh. Các pháp trong kinh Nikaya có ý nghĩa luôn minh bạch, xác thực, rõ ràng. Vì vậy, học giả hay hành giả hãy cố gắng theo sát ý nghĩa thực tế của bài kinh. Đừng diễn dịch xa vời hư ảo, làm nhiễu loạn pháp, góp phần làm diệt tận chánh pháp. Cách học pháp này là mang tội phỉ báng Phật pháp, xuyên tạc Phật pháp, góp phần làm chánh pháp sớm ngày diệt tận. Việc cần tránh thứ bảy đó là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya nhưng đọc bài kinh, đọc câu kinh một cách sơ sài rồi nắm hiểu ý nghĩa một cách sơ sài, thực hành một cách sơ sài, làm lệch lạc ý nghĩa thâm sâu lời dạy của bậc chánh đẳng chánh giác. Cách học pháp này là vô minh, không nắm được cốt tủy lời dạy của Đức Phật, không đạt được lợi ích của người học pháp. Việc cần tránh thứ tám là tránh việc nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya nhưng đọc bài kinh, đọc câu kinh một cách hời hợt, không để tâm vào câu kinh, không để tâm vào pháp, rồi là diễn giảng câu kinh theo sự hiểu biết trong vô minh và ngã mạn của tự thân, mang tội xuyên tạc Phật pháp.
cách học pháp này là vô minh và rất tai hại, đưa đến hại mình, hại người, làm tiêu diệt chánh pháp, mở cửa vào ba đường ác đạo là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thì như vậy đó là tám điều cần nên tránh trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Và sau đây là chúng ta có những điều cần nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Điều thứ nhất, nên tìm hiểu cẩn trọng về nguồn gốc hình thành kinh Nikaya, cốt thủy của Nikaya, lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi Nikaya, tầm quan trọng và vị trí của Nikaya trong đạo Phật. Thì như vậy điều nên làm trước tiên của chúng ta trong việc đến với Nikaya là gì? Cần phải biết được nguồn gốc hình thành Nikaya, cốt tủy của Nikaya, lợi ích trong việc nghiên cứu học hỏi Nikaya, tầm quan trọng và vị trí của Nikaya trong đạo Phật. Điều thứ hai, nên nắm vững tinh thần cốt tủy của Nikaya là gì, rồi sau đó bám sát tinh thần này để xem xét ý nghĩa của các bài kinh. Sau khi thấy biết rõ ý nghĩa của bài kinh thì liên hệ ý nghĩa này với thực tế cuộc sống, thực tế bản thân để thực thấy, thực biết, thực chứng các pháp này. Như vậy đều nên làm thứ hai là phải nắm vững tinh thần cốt tủy của Nikaya rồi bám sát vào đó để xem xét ý nghĩa của các bài kinh và lại liên hệ ý nghĩa của các bài kinh này vào thực tế cuộc sống của mình. Điều cần nên làm thứ ba là nên nắm vững cốt tủy của Nikaya rồi tìm hiểu các bài kinh trong đó thì sẽ không bị lan man trong tri kiến, không bị lan man tri kiến trong rừng kinh Nikaya. Sự thấy biết các pháp được gom về một mối, trí tuệ sẽ được xác quyết một cách rõ ràng, trong sáng trạch trời, làm sanh khởi trạch pháp giác chi. Điều cần nên làm thứ tư đó là nên áp dụng các thiện pháp đã được học, được nghe trong Nikaya vào trong đời sống của tự thân để thưởng thức được lợi ích khi gặp được chánh pháp cao quý này, không uổng phí thời gian và công sức học pháp và tu tập của mình, thưởng thức được hương vị pháp bảo tối thượng thần diệu này. Điều nên làm thứ năm là nên trân trọng từng bài kinh, đọc cẩn trọng từng lời, từng chữ trong câu kinh, để tâm vào từng lời, từng chữ trong câu kinh, để tâm vào pháp, quan sát kỹ ý nghĩa các câu kinh và các pháp, để nắm hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu kinh, không đọc sơ sài, nắm hiểu sơ sài cạn cợt ý nghĩa của bài kinh. Điều cần nên làm thứ sáu đó là nên để ý cẩn trọng, bám sát cẩn trọng những ví dụ trong bài kinh để nắm hiểu sâu sắc ý nghĩa của những điều mà Đức Phật muốn chỉ dẫn. Điều cần nên làm thứ bảy đó là nên tham nhận cách nói lặp lại trong các bài kinh, không nên để những cảm giác, cảm xúc bức xúc, thúc giục, gấp gáp, đọc nhanh, đọc lẹ, chi phối, tập kiềm chế cảm giác thúc giục này và đọc cẩn trọng bài kinh. Điều cần nên làm thứ tám đó là nên nắm vững một số bài kinh căn bản trong pháp hành, học thuộc những bài kinh này rồi vận dụng tu tập cho tự thân, không nên học nhiều, không nên đọc nhiều kinh, nhưng tri kiến lan man, không rõ đường vào, không biết chỗ vào,
không biết chỗ nào để nắm bắt để tu học theo Nikaya. Những bài kinh căn bản cần học thuộc lòng đã được chúng tôi giới thiệu trong tập sách tóm tắt ngũ uẩn. Đó là kinh thủ chuyển, kinh đáng được ăn, kinh trăng rằm, kinh bảy xứ, kinh niệm xứ, kinh bọt nước, kinh học giới, kinh sa môn, kinh hưởng học, kinh sô na, kinh bậc dự lưu, kinh bậc A-la-hán và kinh các hạng sa môn. Thì như vậy đó là 8 điều cần nên tránh và 8 điều cần nên làm trong khi nghiên cứu học hỏi kinh Nikaya. Và con xin được dâng tặng 8 điều này lên cho chúng ta. Trong cái phần chúng ta học hiểu nghiên cứu kinh điển như là đại giờ thì biết được không sót rồi nào đem lên trên mạng á, mà chết hết á, tất cả những gì học đó là chết theo trên mạng hết á, những gì trên mạng chết á, nên đâu thì cứ xem cái đó rồi chúng ta về chúng ta nghiên cứu theo cái tinh thần đó. Tại vì chương trình của chúng ta là rất lớn, tại vì chương bộ có bao nhiêu bài, trung bộ, bát bài, tương bộ, tăng chi bộ, còn tiểu bộ thì chứ tiểu bộ quá thì nhiều, tiểu bộ còn gần hơn nữa ha, bữa uống bộ đầu. Nên chúng ta nếu mà đọc hết trơn một cái đường kinh như vậy, thứ nhất chúng ta có thời gian, thứ hai không đủ trình độ để thẩm sát là ý nghĩa toàn bộ cái gì. Do đó mà các vị trước đó nghiên cứu cách đi vào. À, cái đi vào thì quý vị nào á mà chúng ta không có thời gian nhiều á thì chúng ta nên nghe là book MP3 nha, book MP3 mà mang dạng book á, tức là mang dạng sách nghe á, chúng ta nghe trước đi, rồi nếu chúng ta có nghiên cứu á thì chúng ta sẽ nắm những cái bài kinh mà liệt kê ra đó. Một số cái bài kinh mang tính là mẫu mực, một số bài kinh mang tính căn bản mà không thể thiếu trong đời sống nghiên cứu học tập và tu hành của mình. Và những cái điều này theo riêng cá nhân thầy thì chẳng những người nghiên cứu, chẳng những quý thầy quý cô, chẳng những các cái vị cư sĩ đều chúng ta cũng phải nghiên cứu qua để học hỏi và áp dụng. Ví dụ như có một cái gì nghiên cứu tới kinh điển Nikaya xong bác bỏ tất cả kinh điển khác và với tâm rất hằng học, nói là giận dữ, sân giận chửi luôn cả vị tổ hồi xưa này nọ, ví dụ như người ta vậy đó, bắt đầu làm ra một cái kích bác, là hiềm khích lẫn nhau, người này chê người kia dần dần, đó là làm tăng trưởng cái sân của mình rồi chứ đâu phải tu hành gì đâu. Nhưng mà đọc kinh Phật để nổi lên thêm lòng sân như vậy thì nó lại là không được rồi, thấy không? Chứ đọc kinh Phật để an lạc, đọc kinh Phật để sân thêm mà. Và đọc kinh Phật để hiểu biết nhiều, để đi khoe khoang ngã mạn à. Vậy đọc kinh Phật tăng phiền não, đọc làm gì, khỏi đọc còn hơn là đọc, đúng không? Vậy đọc, rồi đọc không tu, không chịu tu, không chịu áp dụng như chân á. Giống hệt cầm cái bánh trên tay không chịu ăn, ăn không chịu nuốt, dần dần tức là không chịu được cái quả vị mà cái hương vị tối thượng mà Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta. Và khi những cái dòng chữ, dòng kinh đó ở nơi đó chúng ta đọc phải cẩn thận, đọc phải để tâm, có nghĩa là gì, là phải tôn kính đó, mình phải hết lòng tôn kính cẩn trọng trong từng lời kinh và bám sát kinh, chứ không có được đọc một mà xích ra 10, vậy là kiến giải của mình đâu phải kiến giải của Phật. Nếu lấy từng chữ nha, Đức Phật nói kinh thủ chuyển, kinh là gì, thủ là gì, chuyển là gì, kinh cái giảng 8 tiếng hồ, thủ giảng 8 tiếng hồ, chuyển giảng 8 tiếng hồ. Chưa vô câu kinh Phật nào hết trơn, mới tựa đề không mình giảng 24 tiếng hồ rồi. Đó toàn là kiến giải của mình, chứ không có cái gì của Phật. Như vậy tránh những điều đó để làm loãng kinh đi, mà làm méo mó kinh điển, nên ta bám sát bài. Đây là khi đọc qua đó, đọc qua những cái hồi nãy đó. Và cô Trương Tính Toàn cũng phải mất hơn 20 năm để nghiên cứu và sắp xếp kinh điển của Nikaya.
Riêng cá nhân thầy thì đọc nhưng mà không có nghiên cứu cỡ đó. Đọc, xem xét, có học, có phân tích từng bài, một số bài cũng trải qua hơn 20 năm như vậy. Nhưng mà thầy không bằng. Nên thầy đọc nó còn bận nhiều quá, bận khám bệnh hút thuốc rồi nhiều quá. Nên nó không thuộc từng bài kinh đâu, nói thuộc lòng hay không thuộc lòng đâu. Chỉ có biết trên tinh thần hết thôi. Thầy có thể gom lại hết ý nghĩa trùng với nhau. Hết từng đầu tới cuối của năm bộ đi ca ra. Có nghĩa là những cái nào trùng với nhau mình lập lại thành bài, dù 100 bài trùng lập lại thành bài thì thầy có thể làm được. Nhưng mà để mà phân loại ra như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào vậy đó, thì cái này cũng phải kỳ công nha. Còn dụ như nắm tinh thần mà để viết lại từ đầu luôn cho tới cuối cùng luôn đó, thì thầy có thể làm được. Tại vì cũng mình cũng học qua, mình cũng nghiên cứu, học ở trên trường đại học, rồi học ở trên bên thạc sĩ, rồi học ở bên PhD, vân vân, cũng có nghiên cứu qua những cái loại hết, nhưng mà mình không chuyên, không chuyên. Do đó mà tất cả cái điều cuối cùng ở 18 cái điều này muốn gửi gắm là tránh những cái tiêu cực khi đọc, khi nghiên cứu, và phát huy những cái lợi thế mạnh khi đọc, khi nghiên cứu. Ý nghĩa gì thôi à, không? Những cái tiêu cực khi đọc bỏ đi, và phát huy những cái thế mạnh khi đọc, khi nghiên cứu cái này. Và cái thế mạnh nhất là gì? Đọc cẩn thận, nghiên cứu cẩn thận, biết được cốt tủy, cốt lõi của kinh, từ cốt tủy, cốt lõi của kinh, lấy một số bài kinh căn bản điển hình để chúng ta thực tập, và thực tập liền, thực tập ngay. Nếu biết hai phần, một phần cốt lõi, một phần những cái bài kinh mẫu chúng ta biết, thì hai, dựa vào hai đó để làm gì? Để làm sợi chỉ đỏ, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của kinh đó. Nếu không có sợi chỉ đỏ kinh đó thì người ta bị lạc, ta gọi là bị lạc ra ở bên ngoài, kêu bằng lệch lạc đó. Ở trong xã hội mình kêu bằng từ lệch lạc. Nếu lệch lạc thì làm sao chúng ta tác ý được? Ví dụ như như lý tác ý thì là chúng ta chỉnh cái con thuyền mình theo cái sợi chỉ đỏ này để đi nè. Như lý tác ý có nghĩa nói như vậy đó, cái sợi chỉ đỏ này á là như lý, còn chữ tác ý là chỉnh sửa cái sự tu hành mình theo cái sợi chỉ đỏ này. Mà không biết cốt lõi, không biết những bài kinh mẫu như thế này thì mình theo cái nào? Nên không có cái theo, mà mình theo ý của mình thì thôi, cũng như cần gì tới kinh. Nếu mình đã theo ý của mình, cần gì đọc kinh, cần gì tới kinh nữa. Cứ ý mình tu theo ý mình thôi, đúng không? Do đó mà bám sát vào đây là qua những phần này đang nói lên cái gì? Nói lên cái thứ nhất là các cái vị mà đã soạn thế này như cô Trân Tính Toàn là như vậy, có tâm đó. Có tâm tức là có lòng đối với tất cả mọi người chưa biết tới kinh điển, chưa thực hành tới kinh điển. Cái thứ hai nữa là đang nói tới những người có thực hành về pháp nghiên cứu, có thực hành về pháp hành, tức là sự tu tập thiền tập về cái tinh thần của kinh điển này, nên mới nắm vững, mới biết rõ đường đi lối lại, ngõ tắt quanh co của kinh điển, mà người ta tránh những cái điều mà không cần thiết và phát huy những cái điều cần thiết, tức là lợi và hại khác nhau. Nếu một người bình thường mà chưa có từng nghiên cứu qua đó, ta thấy những điều này, ta tính đâu đó là những quy định, những quy điều gì người ta đưa ra để cho mình áp dụng học theo giới cấm thủ, không phải đâu. Những đây là những điều tâm huyết mà những người đã bỏ nhiều năm tháng ra đọc và tu tập, hưởng những cái quả vị từ cái chân lý tối thượng của kinh điển đi ra, người ta mới thể rút kết ra những điều này. Có thể chưa phải 100%, nhưng đó cũng là cả một cái quá trình, cả một kỳ công, cả một cái sự nghiên cứu ở trong đó. Nên thầy đã bỏ ra cũng hơn 20 năm rồi, nghiên cứu học tập tu rất lên rất xuống với kinh điển rồi, nên đọc qua các mình hiểu liền, hiểu là ý ở trong này muốn nói cái gì liền à. Có nghĩa là những điều này là hết sức cần thiết, nhưng mình không hệ thống lại được nha. Nên bây giờ chúng ta ghi chép lại, chúng ta hệ thống rồi về nghe kinh, nghe trước qua một lần đi, hả, đọc lại từ từ chứ đọc mà quý vị đọc nổi đâu. Nghe trước đi, cái này kinh nghiệm thôi à. Thầy mới đầu thầy đọc quá trời, đọc ráp tùm lum ra, nhưng mà khi nghe xong rồi chúng ta đọc lại thấy hay. Nên chúng ta nghe trước đi rồi ta đọc, tại nghe nó dễ hơn. Nghe đi đứng nằm ngồi gì mình nghe cũng được, khi đọc phải có rảnh mới cầm sách ra đọc được, đúng không? Còn giờ mình nghe chỗ nào nghe cũng được, cho nên luôn luôn lúc nào chép nó ra đi, chép ra trong cái MP3 đó, mình chép ra đó, mình bắt từng bài nghe tới nghe lui, nghe dẫm nát hết trơn. Nhưng mà bỏ tiểu bộ và lại thôi, nghe 4 cái bộ đầu á, tiểu bộ nghe sao? 4 cái bộ đầu á, tức là trường bộ, rồi trung bộ, rồi tăng chi bộ, rồi là tương ưng bộ. Chúng ta nghe 4 bộ đó đi, còn tiểu bộ chúng ta nghe sao? Như vậy thì
nghe nát bốn bộ đó 2-3 lần hay nghe tiểu bộ rồi ta đọc lại, rồi là phải hiểu được và áp dụng trong đời sống tu hành của mình. Thì thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng thiền tập chùa Pháp Tạng ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là rất là cảm ơn cư sĩ Trương Tính Toàn, hạnh nguyện Bồ Tát đi khắp nơi truyền bá Phật giáo theo cái khả năng của mình, nghiên cứu, học tập và tu tập. Đây là những điều hết sức trân quý của chúng ta. Và trong cái cuộc sống này có những điều mà trân quý chúng ta nên trân quý, và những điều không trân quý thì không nên trân quý. Nên trân quý những điều gì trân quý, nói vậy thôi. Nên rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn. Xin một lần nữa xin chúc cô mạnh giỏi, bình an, sống an lành cho ánh từ quang mười phương chư Phật, và mau chóng quả mãn viên thành. Thôi giờ chúng ta cũng tiễn cô vào phòng khách nghỉ chút xíu, rồi thầy sinh hoạt lớp chút xíu rồi thầy nghỉ. Rồi xin cho anh chồng pháo tay. Cái hột bồ đề cũng không dễ gì nuốt đâu, hiểu không? Nên hột mít đâu thì nuốt được, chứ hột bồ đề cũng khó nuốt lắm đó. Nên chúng ta học pháp, hiểu pháp, tường tận pháp, rồi chúng ta về chúng ta thực hành. Thực hành nghĩa là gì? Đi đứng nằm ngồi đều mình thực hành hết á. Ngồi tọa thiền cũng thực hành, và đang ngồi đây cũng thực hành nè. Chúng ta tập quán để xét những cái dòng cảm giác trên thân, dòng cảm thọ trên tâm thông qua cảm giác trên thân. Để người ta quán bằng tưởng, có ba cái dòng đó. Một là quán bằng tưởng. Tưởng có nghĩa là mình tưởng ra vậy thôi, chứ nó không phải là vậy. Mình tưởng ra nó lan truyền ra bằng tưởng. Cái thứ hai nữa là chúng ta quan sát đó. Quan sát tức là nhận diện đó đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta nhận diện cảm thọ cho nó. Nhận diện cảm thọ tức là cảm giác. Cảm giác cho nó, cảm giác tức là các dòng cảm thọ. Còn nhận diện quan sát là thấy rõ nó. Thấy rõ nó. Rồi cái đầu tiên là chúng ta quán tưởng, là tâm mình tưởng tới những cái điều đó, nhằm khi nó lan tỏa ra theo cái tưởng đó. Nhưng mà cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng là cái nào mình cũng phải biết. Nhưng mà cái nhận diện về cảm thọ này là cái gốc của vấn đề. Tại tất cả đều trong cảm thọ ra, nên mình phải nhận diện liên tục đâu. Mình chưa có chăm chăm đâu, nhưng mà mình sẽ nhận diện từ từ. Mình sẽ biết từ từ, biết từ từ, biết từ từ. Thì những cái pháp nào nó đồn trú trong cảm thọ nè, là chúng ta sẽ có những cái thiện xảo. Chúng ta chưa học thiện xảo để tiêu diệt nó đâu. Nên ta mới ban đầu mà. Ban đầu chúng ta chưa học tới cái pháp để mà tiêu diệt một pháp nha. Ví dụ như tiêu diệt pháp bằng cách này, bằng cách kia. Hồi nãy cô cũng nói á, bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách nọ. Nhưng mình coi Đức Phật dạy trong kinh tiêu diệt một pháp như thế nào, rồi kinh nghiệm chúng ta của quý thầy tiêu diệt một pháp như thế nào, hoặc là quá giải một pháp như thế nào. Ví dụ như hồi nãy nói sân nổi ra, mình muốn tiêu diệt pháp sân thì mình phải làm gì theo kinh điển, rồi theo kinh nghiệm. Kinh nghiệm tuy không ngoài kinh điển, nhưng kinh nghiệm mỗi người mỗi cách khác nhau. Dần dần thì lúc đó đó mình mới thật sự là mình an lạc. Và tập cách an trú, hồi nãy cái cách an trú đó, ví dụ như chúng ta vào được trong cái tâm từ, thì chúng ta an trú trong tâm từ như thế nào? Hồi nãy an trú trong cảm giác toàn thân. Chúng ta an trú, chúng ta kéo từng dây này qua dây khác, chúng ta kéo đường tiếng, hai tiếng, nửa ngày hoặc 2-3 ngày, dần dần. Tức là cách an trú, nên nó có nhiều vấn đề lắm. Nhưng đầu tiên chúng ta học pháp, ta hành pháp trước đi, rồi chúng ta sẽ tập tiêu diệt một pháp, chúng ta tập an trú một pháp. Thì cái đó có những cái bài học riêng và những bài thực hành riêng về cái đó. Pháp Phật, Phật mãi mãi là hay á. Nếu chúng ta học đi rồi chúng ta sẽ thấy từ 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 nó sáng tỏ hết tất cả vấn đề, không có gì phải dội phải vàng gì cả, mà lúc nào cũng tu là được. Tức là lúc nào cũng quán sát là được, quán thân, quán cảm thọ, quán tâm sanh diệt và quán pháp tương quan, như vậy á là được. Thôi á, là bây giờ hết giờ. Tức là 2:30, thường thường 2:30 thì người ta hết. Buổi chiều thì người ta thực tập mà 2 tiếng gì thôi. Qua lần sau chúng ta sẽ ra ở ngoài sau, chúng ta ngồi thiền tiếp. Lần này chúng ta nghỉ một cái kỳ để người ta pháp đàm. Cái nào cũng có cái hay cái đó. Nói chung cái nào cũng có cái hay. Mình sẽ thực tập, mình học hỏi người này ít, học hỏi người kia ít. Để làm chi? Để đối chiếu lại thầy này dạy, thầy kia dạy. Nói thật ra dạy đúng pháp không bao giờ khác nhau. Nói thẳng với quý vị đó, nếu mà đã là chánh pháp không ai dạy khác hết á,
Nếu giải đúng rồi là nó đúng hết. Còn nếu mà đã không đúng rồi thì có người này dạy thế này, người kia dạy thế kia, thì có người đúng, có người sai, hoặc hai bên cùng sai. Nhưng mà đã chánh pháp, đúng pháp hết rồi thì cỡ nào cũng đúng, không sai. Chỉ có thể lệch với nhau một số khía cạnh gì đó thôi. À, chứ về cái cơ bản, về cái sườn thì nó không sai. À, ví dụ như các vị nghe cô Trần Tính Toàn chia sẻ, với cái chia sẻ thầy chia sẻ mười mấy buổi như vậy đó, quý vị thấy có gì lệch lạc nhau nhiều không? Nó cũng không lệch lạc nhiều phải không? Đó, có thể bổ sung biết nhiều hơn, vân 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 vân. Ví dụ như cô nói ra ở đây, thầy viết đây viết trước rồi đó, thầy nói ra đó, tức là pháp nó là như vậy, là nó như vậy, sao khác nhau được? Ví dụ như là mình phát lên một cái này thì nó sẽ ra cái kia, thì nói cái này là thầy biết nó là cái kia rồi đó, là nó ra được cái kia. Nó sẽ chạy cái dòng pháp, nó có thứ tự A, B, C, D, D. Bây giờ phần A là thầy sẽ viết được cái phần B, thầy viết trước không mà, B viết được phần C. Có nghĩa là nó đúng như vậy. Nó đúng như vậy, không ai hay, không ai dở hết. Nó đúng với sai thôi hả, hay dở gì đâu. Đúng không? Đâu có gì đâu hay dở, nó đúng với sai thôi. Không? Ví dụ là tưởng tới hành, ví dụ là nói tưởng thì thầy viết tên chữ hành, thì có tưởng mới tới hành. Dân dân vậy, nó logic thôi, nó theo pháp như vậy. Nó xảy ra như vậy là như vậy, nó mới gọi là chân thật pháp, thiết thực hiện tại. Nên vậy nó gọi là tham ma chứ. Nếu ai thấy tham ma được rồi, cái một, ai giảng cái mình biết nằm trên tham ma hay không, nó nằm trên pháp hay không. Nếu mà không nằm trên pháp, người đó giảng sai pháp đấy, thì sai đấy, chứ không phải là đúng hết đâu. Nên người ta thấy được tham ma rồi, phải không? Thấy được rồi, nguyên cái cây pháp, chạch pháp được nó rồi. Nên bất kỳ bài giảng nào, bất kỳ bài kinh nào, mình sẽ biết nó nằm ở đâu, ở trên này nè, trên cái tham ma đó. Chúng ta kết thúc chia sẻ hôm nay. Chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Chúng ta hồi hướng nha. Ni đà nô nha ti nà hô tu su ghi ta hôn tu nha ta dô. Ni đà nô nha ti nà hô tu su ghi ta hôn tu nha ta dô. Ni đà nô nha đi nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta dương.